Xin chào bạn, hôm nay đại lý Inox Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu vùng cầu mới AC832VN. Đây là vùng cầu 2 khối, mẫu mới ra năm 2020. Thì cái vùng cầu này 2 khối này á, là cái vùng cầu thuộc cái bộ sưu tập là 400 line. Em 400 line. Inox định vị đây là Inox Premium. Vùng cầu này được trang bị lớp men Aqua Ceramic được tráng trong lòng cầu. Và đây là có hai chế độ xả, xả đại và xả tiểu ha. Xả tiểu xả đại, tôi xin lỗi. Trên cái két nước thì nó có cái logo của Inox ở trên đây ha. Đây là logo mới nhất của Inox đang lưu hành. Và vùng cầu này, vùng cầu 2 khối thì nó có khớp nối ở dưới đây ha. Còn vùng cầu này thì lại được làm cái thân cầu rất là đầy đặn. Và thiết kế tương đối khác cái đàn anh trước kia là thiết kế có xu hướng thẳng xuống dưới như này ha. Và đầy ra phía sau rất là đẹp luôn các bạn. Và nó cảm thấy nó bệ vệ hơn so với cái vùng cầu trước kia của Inox, một cái mẫu trước đây ha. Và thằng này thì đặc biệt là nó có sở hữu cái chế độ xả vành không có kính, vành là nó không có bị góc khuất. Thì cái vành nó được thiết kế độ đúc nè, nó phẳng như này ha. Và nó có tạo hai cái lỗ xoáy ở đây, cái lỗ này là 70% nước và lỗ này 30% nước. Nó làm chúng ta mục đích cơ bản là chúng ta phải vệ sinh được nó dễ dàng hơn và sạch sẽ hơn. Và cái này nó còn tráng một lớp men Toto Sifentech, lớp men Aqua Ceramic. Thì chúng ta chỉ cần phun xịt rửa là chúng ta sẽ trôi được vết bẩn. Và ngoài ra thì cái nắp nhựa này nó cũng có một cái đặc biệt rất là mới. Đó là cái nắp nhựa này nó dùng cái chân là bằng inox, rất cứng cáp so với những cái chân nhựa ở trước kia. Và cái nắp này có một cái cách tháo ra cũng cực kỳ nó rất hay. Chúng ta sẽ lôi lên. Thì lúc này chúng ta có thể vệ sinh, sau một thời gian dài sử dụng chúng ta sẽ bị bẩn cái này. Chúng ta vệ sinh được sạch sẽ. Và chúng ta chỉ cần lắp cái nắp này vô bình thường ha. Cắm hai cái đinh này thôi. Đó. Nó rất là hay. Và nắp này thì là nắp đóng êm các bạn. Nắp đóng êm. Và có thiết kế cũng tương đối rất là đẹp. Đó. Thì cái nắp này cái chất nhựa của nó cũng tôi thấy rất là đẹp và bóng. Nó như bóng như sứ. Và phía trên đây nó có một cái dải màu xám và có logo Inox phía trên đây. Cái nắp rất là vừa vặn với cái vùng cầu này. Thì cái vùng cầu này hiện tại thì đang được trưng bày ở showroom Inox Tôn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể đến showroom chúng tôi để tham quan như chọn lựa sản phẩm này. Quý khách cần đặt hàng thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại hotline ngay bên dưới hoặc lên vào trang tdn.vn. Chúng tôi để một cái đường link vào phần mô tả chi tiết để chúng ta thêm giá bán cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.